Đồng hồ vang vọng hôm nay xin giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ Jura, một thương hiệu đến từ đất nước Pháp. Ấn tượng đầu tiên của chiếc đồng hồ này là chiếc vỏ thùng có màu rất là đẹp, màu cánh gián với các cái đường vân gỗ tự nhiên ở đây. Rất là đẹp. Hai bên là chạm trổ hai chùm nho với kích thước lớn. Phía dưới là kính hình trang trí với các cái đường led mạ chrome ở đây. Bên trong là có lắc còn sáng bóng này. Mặt là mặt bát giác nằm với số yên quốc tế. Tông nền này là tông nền màu vàng. Thương hiệu Jura ở đây. Bên hông này còn rất là sáng và đẹp. Vân gỗ này. Đây là một trong những chiếc đồng hồ mà có thể đánh giá là chiếc đồng hồ Jura có thể đánh giá là có bộ vỏ đẹp nhất, gần như là đẹp nhất. Nhìn lại bộ vỏ này rất là ấn tượng với bộ vỏ này. Xoay bên hông bên này, đây ta sẽ xoay đến phần trên lóc máy đây. Bộ vỏ này còn rất là đẹp. Vỏ này là vỏ thùng bè bên trên và phần đáy ở dưới nữa đây cũng được dập gần giống với cái phần cánh này. Đây em xin tiến hành mở bên trong nhé. Đầu tiên mở ra thì ta nghe thấy tiếng quả lắc chạy rất là khỏe. Đây. Tông nền màu vàng đây. Cây lên cót cũng cực kỳ cách điệu luôn. Hình cánh chim bằng đồng. Gồng chữ T ạ. Chiếc đồng hồ này sử dụng 4 côn đồng và 4 côn thép. Chơi bản nhạc web Inter sau mỗi 15 phút và có điểm nhạc giờ. Máy móc đây. Máy Jura. Đây là vân gỗ này. Ok, xin tiến hành test chuột. Tiếng chuông rất là ngân ạ. Tiếng nhạc thì rất là chậm rãi và ngân nga. Lắc rất là khỏe. Nhìn lại vỏ thùng một lần nữa này, cực kỳ đẹp. Siêu mịn luôn. Xoay kỹ này. Đó. Xoay kỹ. Rất là đẹp. Đối xứng nhau này.
Điển hay tấm gỗ bên này, ốp bên này cũng vậy. Cực kỳ ấn tượng với bộ vỏ. Chủ nhà khác này là chạm trổ thủ công đó. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.